Thưa bà con, từ nhiều năm qua thì huyện Đức Trọng là một trong những địa phương chăn nuôi chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là giá các loại vật tư nông nghiệp đầu vào còn cao, dịch bệnh tiềm ẩn, nhưng từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi của huyện Đức Trọng vẫn có bước phát triển và tăng trưởng toàn diện. Theo đó, tổng đàn gia súc của huyện Đức Trọng hiện đạt gần 120.000 con, tăng 10% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm, thủy cầm đạt hơn 1,8 triệu con, tăng 75% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui đối với ngành chăn nuôi của huyện Đức Trọng. Vì không chỉ tổng đàn tăng, mà nhiều đối tượng vật nuôi thế mạnh của địa phương cũng được bà con nông dân chú trọng áp dụng các quy trình chăn nuôi tiên tiến, ưu tiên mở rộng quy mô sản xuất và tăng cường liên kết hoặc chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp nhằm thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm. Ngành nông nghiệp huyện Đức Trọng cũng đang tích cực tuyên truyền và hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, cũng như các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tạo ra sản phẩm sạch, có giá trị kinh tế cao, nhằm ổn định thị trường đầu ra, nâng cao tính bền vững cho chăn nuôi của địa phương.